Bây giờ 3 giờ mấy mình tới Quan Âm Đài Bạc Liêu nha. Mình đã từ cổng mình vô là sau lưng mẹ nè, sau lưng mẹ Lâm Hải, đi từ thành phố xuống dưới đây là 3 giờ. Bộ đi chị em 10 ngàn à. Lớn cho ra ngoài bán. Từ bữa đi về có chuyến nào đi chắc cũng đi thường xuyên hả? Từ bữa dịch á. Mới trời đi cũng đi đây đi hoài, chị mới đi Băng Đen về ngày hôm qua đó. Băng Đen ở đâu nè? Băng Đen ở ngoài gần Quy Nhơn. Ban Mê Thuột, Buôn Mê Thuột với lại Mê Thuột. Cái gì? Mẹ con mẹ rồi. Mà đi cho mấy ông mấy ông cha đi từ thiện đó. Mẹ nhớ. Mới về ngày 12 giờ. Nói chung không dài đi cũng ra. Lúc mà mùa dịch nó nằm thê thảm luôn. Đúng rồi. Trời ơi, đường vắng queo. Đi cái đường lê lợi hả, ra mình sợ bó 6 giờ chiều mình sợ ăn cướp đó nha. Họ xe không đa, xe hơi đâu có ai đi. Cướp bà già đi. Bao nhiêu mà đi khỏe dữ hả? 80, tới 2 80. 80. Gần vậy ta. Đi bà hoài khỏe rồi vậy à. Má gì á? Má gì chết rồi. Lâu mau rồi. Mười năm rồi. Vậy hả? Rồi đó bà có tiếng hay hạt mồm mà đậm tới bỏ bà nội á. Bà nội á. Bà một là bà nội á. Vậy đó hả? Bà chết nó mười mấy năm. Vậy tưởng nó bà hoài chứ. Nội á. Bà hoài chết sao? Giờ tới mẹ Lâm Hải nha, mình quay cho cô nha. Chào chú chị. Ủa, sao nó vô?
Mấy người đẹp ở thành phố nè, chụp hình đấy liền cô bác ơi. Đã chưa? Chụp hình đấy liền cô bác ơi. Được mà ngày mai mình mặc. Ngoài ơi. Đâu mình lầu. Mình mặc lại đây. Đâu mình cổ vào.
ra ngoài kia. Lắc mình đi ra ngoài kia.